chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Các bạn có nhớ về quả dừa có quay đó đâu mà các bạn nhớ đây, mình đã lấy một cái sọ dừa quả dừa của mình nha. Quả dừa của em bơi nha chứ không phải đổ nha. Đổ thôi, đem đổ nè, em đổ nè, đi đổ, đem đổ đậu xanh mình sẽ ăn nó nha. Ông nhầm nhầm, ông nhầm 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 nhầm. Sao mình ăn được một ông ăn hết rồi các bạn ơi. Mình đang ăn. Đó là quả dừa mình tìm được nha các bạn. Không phải ổng tìm đâu. Mini mà. Mini mà. Sao đang nhiều rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới phần của cậu Thuận để ăn phần cơm dừa cạo nha. Bây giờ các người tới rồi, tới rồi. Đây chính là nó, phần cơm dừa của cụ Thịnh mình làm đó. Xíu nữa tới cái này, còn nước dừa thì mình đang có rất là nhiều luôn. Không phải nước dừa phạt nhà đâu nhá, nước dừa ria đấy. Qua bằng còn đâu, còn được không? Tao biết chừng nào nữa hay giờ làm được cái nào hay món nấy.